Vâng, xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh Chuyên Vũ Audio. Mình thưa các bác thì hôm nay chúng em có được rất là nhiều các cái sự yêu thương cũng như là ủng hộ từ tất cả các bác. Thì buổi chiều ngày hôm nay thì chúng em đang có nhận được những cái yêu thương. Từ đầu tiên thì em sẽ nói là anh Trung của Ba Vì Hà Nội. Anh Trung có đặt bên đây là một đầu về KTV đó, và sẽ tải nhạc mới nhất cho anh. Thì đầu tiên thì em đã test sẵn, vừa mới tải để mới xong và cũng đã test sẵn và đã lắp đặt đó, lắp đặt cho anh con đầu với KTV 4T này. Thì ở đây thì em cũng sẽ hướng dẫn qua cách anh sử dụng. Nhất là anh có thể chọn bài bằng hai cách. Cách thứ nhất là anh có thể dùng một chiếc remote, một chiếc điều khiển này anh nhé. Đó, điều khiển ở đây thì chúng ta sẽ có, ví dụ như là em sẽ chọn bài Anh Yêu Em. Anh Yêu Em thì anh sẽ chọn bài đây này. Đó, chọn bài nhá. Đó, nó sẽ lên chữ màn hình là chữ chọn bài này, em sẽ đi gần lại. Đó, nó sẽ lên là chọn bài nhá. Và anh sau đó anh ấn Enter. Đó, ví dụ anh chọn bài Anh Yêu Em thì viết chữ A. Đó, A này, Y này, Y và E. Đó, thì nó sẽ ra là Anh Yêu Em. Đó, thì ở đây nó sẽ ra Anh Yêu Em của rất là nhiều ca sĩ, Trần Phi Khánh, Phạm Trưởng, Đức Tuấn, rồi Khắc Việt. Đó, rất là nhiều. Và nếu như anh chọn của Khắc Việt thì anh có thể ấn Enter thì nó sẽ ra. Enter và anh nhấn qua bài, nó sẽ ra cho anh. Thế đây là cách thứ nhất. Đây là cách thứ nhất, anh có thể chọn nhé. Đó, chọn xong anh có thể ấn chữ thoát ra để nó về cái màn hình chính. Rồi cách thứ hai là anh có thể chọn bài bằng một chiếc điện thoại. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ kết nối tới... Vâng, ở phần này thì chúng ta sẽ có Việt KTV và chúng ta sẽ kết nối tới nó. Và trên màn hình TV thì nó sẽ ghi mật khẩu nhé, 0009183. Thì trên này anh em cũng phải ghi cho em là 4 số 0 ạ. 0009 1, xin lỗi, 1. Em sẽ tự dùng ở ngoài này cho mà dễ nhé. 9183. Ok anh em này, 0009183 này, đúng không ạ? Chúng ta sẽ đang có 4 số 0 đây, em phải thiếu một số nữa, thêm một số 0 nữa. Đó, 4 số 0, 9183. Vậy là chúng ta đã kết nối đấy nhé. Đó, khi chúng ta kết nối wifi xong thì anh có thể là chọn vào mục anh tải cái phần mềm VKTV này về. Đó, thì nó sẽ hiện lên luôn là em đang chạy cái bài gì trên này. Và em sẽ chọn một bài bất kỳ nhé. Em chọn bài này chẳng hạn này. Đó, thì nó ghi đã chọn bài này. Anh sang mục điều khiển này, ấn qua bài cho em. Đồng ý. Thì trên TV nó sẽ qua luôn này. Đó, anh tạm dừng, anh sẽ tạm dừng trên này. Đó, tạm dừng hết ở trên này luôn nhé. Và đây nó có giảm âm và tăng âm, đầy đủ hết anh ạ, đầy đủ hết nhá. Thì đó là em test cho anh chiếc đầu với KTV đang hoạt động rất là bình thường. Thì đó là bây giờ thì em sẽ test tiếp là vang Zia. Đó, vang Zia này là của anh Tuyết. Anh Tuyết ở Bình Định đã cho anh cái vang này là giá là 1.750.000. Đó, đơn này là anh đặt trước khi chúng em test, còn sau khi test nó sẽ là 1.850.000. Chúng ta đưa ra luật chơi rất là rõ ràng. Đó, đây sẽ có hai đơn, một đơn là 1.850.000 này. Vâng, và đây thì em sẽ nhờ một bạn kỹ thuật bên em là test cho anh Tuyết trước cái con vang, và sẽ test tiếng nhạc và tiếng mic cho anh nhé, để đảm bảo là chất vang ra vẫn rất là bình thường. Em cho tiêu to trên điều khiển lên. Ok, đó, chất nhạc ra rất là bình thường rồi anh nhỉ. Rồi còn chất mic. Ok, đó là đơn của anh Tuyết. Và bây giờ thì sẽ là đơn của anh Thanh. Đó, anh Thanh ở Bình Phước. Anh Thanh ở Bình Phước thì cũng có đặt một vang cơ Zia FX999S. Và đây thì em sẽ tặng anh hai sợi can đông cái ra 6 ly. Hai sợi can đông cái ra 6 ly nhé. Còn anh Tuyết thì là hai sợi can đông ra V.
Đó. Thì đây là sẽ là đơn của anh Thanh này. Em sẽ test tiếng mic. Ok anh, đã ra bình thường anh nhé. Đó, nên là hai đơn của anh và cuối cùng thì sẽ là một đơn quản lý nguồn. Đó, quản lý nguồn Kiwi S802. Đó là của anh Tài ở Cần Thơ. Thì đây chính là quản lý nguồn Kiwi của anh này. Đây thì em đang tắt đi thì ta sẽ bật lên này. Đó, em bật lên cho anh. Đó. Đây là bật lên anh nhé. Và anh em lưu ý nha, khi chúng ta tắt đi thì hai cái ổ cắm đằng trước này, đó, hai cái lỗ cắm điện này đằng trước này nó vẫn có điện đấy anh em nhé. Anh em phải lưu ý giúp em. Đó, đây chúng ta tắt đi này. Tắt đi ở đây là 8 kênh đằng sau thì nó sẽ không có. 8 kênh đằng sau nó sẽ không có, cũng như cả hai kênh này đằng trước này nó sẽ có anh nhé. Anh ạ. Đó, nên anh em khi sử dụng này hết sức lưu ý cho em. Và em cảm ơn toàn thể anh em đã yêu thương, tin tưởng Tuyên Vũ Audio chúng em, đã ủng hộ chúng em bằng những cái sản phẩm mà chúng em mong muốn mang lại cho anh em với những giá rất là rẻ. Và xin chào anh em, chúc anh em có một ngày luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ